Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Gần đây thì Samsung đã cho ra mắt chiếc Samsung Galaxy A8 Star và nằm cùng phân khúc giá với chiếc A8 cộng. Thế nên nó sẽ khiến cho người dùng khá là khó khăn khi lựa chọn một trong hai sản phẩm này. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành so sánh chiếc Samsung Galaxy A8 cộng và Galaxy A8 Star để giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một trong hai sản phẩm, lựa chọn sản phẩm nào là phù hợp với mình nhất. Về thiết kế thì cả hai sản phẩm này đều mang phong cách vuông vắn, nam tính và hoàn thiện từ khung viền kim loại với hai mặt kính trước sau bóng bẩy và sang trọng. Thế nhưng A8 Star lại mang lại chúng ta một cái vẻ đẹp khác biệt so với hầu hết những chiếc máy khác của Samsung nhờ vào cụm camera kép được đặt dọc bên cạnh trái chứ không còn nằm chính giữa như các sản phẩm tiền nhiệm. Ngoài ra thì hai sản phẩm này đều mang lại chúng ta khả năng cầm nắm tốt nhờ vào cái mặt lưng kính được làm cong sang hai bên. Nhưng cái tình trạng trơn trượt và bám lại mồ hôi dấu vân tay trong quá trình sử dụng là không thể tránh khỏi. Về màn hình thì cả hai sản phẩm đều có màn hình 18:9 Super AMOLED cùng độ phân giải Full HD Plus mang lại chất lượng hiển thị hoàn toàn giống nhau và đều mang lại cho chúng ta khả năng tùy chỉnh tông màu bên trong phần cài đặt. Thế nhưng A8 Star lại mang lại cho chúng ta một kích thước màn hình lớn hơn là 6,3 inch so với 6 inch trên chiếc A8 cộng. Vậy nên nếu như các bạn cần một thiết bị với màn hình thực sự lớn thì nên lựa chọn A8 Star, còn nhu cầu màn hình vừa đủ thì các bạn nên lựa chọn A8 cộng. Về cấu hình của hai sản phẩm này thì mỗi máy lại có một điểm mạnh riêng. Trên Samsung Galaxy A8 Star chúng ta sẽ có con chip Qualcomm Snapdragon 660 mà lại hiệu năng và đồ họa chơi game tốt hơn khá nhiều so với con chip Exynos 7885 đang có trên A8 cộng. Nhưng bù lại A8 cộng lại mang lại cho chúng ta khả năng quản lý đa nhiệm tốt hơn với 6GB, trong khi đó A8 Star lại chỉ có 4GB. Vậy nên các bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ, nếu như các bạn cần hiệu năng tốt thì nên lựa chọn A8 Star và cần đa nhiệm tốt thì nên lựa chọn A8 cộng. Cũng tương tự như cấu hình thì camera của hai sản phẩm này cũng sẽ có điểm mạnh riêng biệt khiến cho người dùng khá khó khăn trong việc lựa chọn. Camera chính của A8 Star thì chúng ta sẽ có camera kép với độ phân giải là 16 megapixel và 24 megapixel hỗ trợ chụp xóa phông và có cả tính năng Ars Bokeh cực kỳ thời thượng. Thêm vào đó thì A8 Star cũng hỗ trợ cho chúng ta quay video với độ phân giải lên đến là 4K. Nên xét về camera chính, A8 Star nhỉnh hơn hoàn toàn so với A8 cộng chỉ có một camera đơn và chỉ hỗ trợ quay phim là Full HD. Đến với camera selfie thì A8 cộng lại tỏ ra vượt trội hơn khi được trang bị camera selfie kép mang lại khả năng chụp selfie xóa phông cực kỳ chuẩn và selfie góc rộng. Trong khi đó A8 Star lại chỉ được trang bị camera selfie đơn và độ phân giải lớn lên đến 24MP giúp cho chúng ta thu lại chi tiết selfie tốt hơn, đồng thời có hỗ trợ xóa phông bằng phần mềm. Về selfie xóa phông thì mình vẫn đánh giá A8 cộng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm là tuyệt vời hơn so với A8 Star do nó được hỗ trợ bởi phần cứng. Thế nhưng nếu so sánh về tổng thể camera cả trước cả sau thì A8 Star sẽ lại mang lại cho chúng ta những trải nghiệm là ngon lành hơn. Về thời lượng pin thì A8 Star sẽ có quả pin là 3700 mAh, nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với A8 cộng với quả pin là 3500 mAh. Thế nên cả hai máy gần như sẽ có sự tương đồng về thời lượng sử dụng pin, nhưng vẫn sẽ có một điểm trừ trên chiếc A8 Star, đó là nó nằm trong khung 14 triệu. Thế nhưng A8 Star lại không được trang bị khả năng kháng nước kháng bụi bẩn, nên đây sẽ là một điểm yếu giúp cho A8 cộng chiến thắng chiếc A8 Star. Tóm gọn lại, nếu như các bạn cần một chiếc máy nhỏ gọn với màn hình vừa đủ, camera ngon, hiệu năng khá, trải nghiệm đa nhiệm tuyệt vời và cần chiếc máy kháng nước thì nên lựa chọn A8 cộng. Còn A8 Star sẽ phù hợp nếu như các bạn cần một màn hình lớn, đa nhiệm đủ dùng và khả năng chơi game ngon. Camera sau với trải nghiệm cao cấp không quan trọng về khả năng kháng nước thì A8 Star sẽ luôn là sự lựa chọn hợp lý. Và trên đó là video mình so sánh hai chiếc A8 Star và A8 cộng để giúp cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.